Rome thì là thủ đô của Ý thì chắc điều này ai cũng biết rồi. Trước đây thì gà cũng từng đã đi Ý qua, nhưng mà gà chỉ đi Milan thôi á, nên là gà đang rất là háo hức để kiểu như là khám phá xem thủ đô của Ý trông sẽ như thế nào. Và như các bạn có thể thấy thì trong trip của tụi gà, tụi gà toàn đi bộ thôi. Nên nếu mà bạn nào có sang đi du lịch đó thì nhớ mang đôi giày nào thật sự là thoải mái nha. Our Airbnb. This is mango home. I was so surprised that we have actually have an elevator. There's a mirror. That's so nice. This is Aruba's. Cái Airbnb mà tụi gà thuê ở Rome đó mọi người, thì có vẻ là nó ok hơn cái ở Florence, kiểu như là nó hiện đại hơn á. Aruba này thì sẽ ngủ ở đây. Yeah. Còn tụi gà thì ba đứa gái ngủ ngoài này. Kiểu còn có ở trong này một cái. Oh my god. Okay. Còn cái đèn phòng tắm thì nó kiểu Galaxy á. Xong nó đổi. Ủa mẹ ơi, nice nhờ. You like it? Do you like it? I want this in my house. Cool, love it. Thumbs up. Let's go. Giờ tụi tớ đang đi ra cái chỗ mà đài phun nước Trevi á. Cái chỗ mà mọi người ném đồng xu để kiểu như là cầu may với lại là cầu hạnh phúc tình duyên nhiều mọi người. Thì nói chung là giờ ra đó. Yeah. Aruba was like, oh, he's not lost. Tại vì thời tiết ở Rome kiểu không có kiểu lạnh quá nên tụi tôi có thể mặc giống như vậy, kiểu như mỏng mỏng, không cần thiết phải bỏ quá nhiều đồ nữa. So, cái thang máy nhìn đúng dễ thương luôn á. Giống kiểu trong mấy cái phim châu Âu, châu Ý thì đúng rồi, đây cũng là châu Âu. Nói nhiều. Shit, do you see them? Poi le gacce.
ATM. Bạn, tụi tớ đang quay lại Travis Fountain á, bây giờ khá là sớm, khoảng 7:40 á, nhưng mà nó cũng có thể nói là khá là đông, nhưng mà nghĩ là vẫn sẽ xếp hàng để chụp hình được ấy. Yes. Bạn ơi, cuối cùng thì Gà cũng đã check in thành công với địa điểm này á. Tại lúc nãy đông quá nên Gà kiểu chụp hình tắt tắt vượt chắc 5-6 tấm đùng rồi đi á, nên không có quay được cảnh Gà lúc mà Gà ở dưới kia. Nhưng mà Gà sẽ để ảnh lên cho các bạn xem nha. Đấy, thì vui lắm, cuối cùng cũng đã kiểu check in được. Công suất tôi dậy sớm mọi người ạ, để báo thức từ 6 giờ, nhưng mà cũng tiếc một xíu tới 6:30, tại vì 6 giờ kiểu sớm quá là dậy không nổi. Bây giờ thì tụi Gà sẽ đi qua cái chỗ nó tên là Spanish Steps. Cái chỗ đó là gì vậy? Spanish Steps. Ờ, đi bộ từ cái chỗ Trevi này sẽ mất tầm đâu 10 phút ạ. Nhưng mà nói chung là đi được nên là bây giờ đi nha. Là Spanish Step nè mọi người. Và Gà thấy là không có gì đặc sắc hết nên là chắc Gà thôi rồi cũng chả chụp hình ấy. Đấy, quảng trường này thì mọi người đi qua đi lại nhìn cũng xôm. Ở bên này thì có hai cửa hàng Dior với Balenciaga. Thì Gà vừa mới thấy được mấy cái túi Gà thích nhưng không biết là có mua ở đây không, hoặc là hay là để đi Singapore mua cho được miễn thuế. Anyway thì đây là Spanish Steps, không có gì hết. Đây là cô gái recommend đi Spanish Step, biết ngay mà. Sao lại đây nhỉ? Trời ơi là trời. Anh Nhân thì bây giờ tụi Gà đang đi qua cửa hàng của Dior để mua một cái túi. Yep, thì đang chờ bus. Nhưng mà cái bus cần tới thì nó không tới. Toàn mấy cái bus gì vậy? Hu khóc mất tiêu. Nhưng mà hôm nay trời nắng đẹp, thời gian hơn. À, thì đang chờ để qua thì ôm một cái túi vậy thôi. Lát thì gà mua xong cái túi rồi về gà sẽ unbox cho mọi người xem. Đây, chỉ thế thôi. Không có gì khác để làm. Buổi chiều thì sẽ đi Colosseum. Colosseum hay Colosseum? Colosseum nó là kiểu giống như là đấu trường La Mã trong truyền thuyết á. Tới để coi thử sao, chứ cũng không biết. Tới chắc chụp hình sống ảo hơn đó. Lúc sang cửa hàng á, thì Gà có thử cái túi này. Tuy nhiên Gà thấy là nó hơi dừ với hơi to so với Gà mọi người, nên Gà đã thử qua em này. Mọi người thấy là em này có hợp hơn với Gà không? Hello các bạn, đây là cái món đầu tiên á. Nói chung là mới đầu Gà tới cửa hàng Gà đã mua cái túi khác. Nhưng mà ý là lúc mà Gà cầm cái túi khác lên á, thì Gà thấy giống như là nó bị to so với size của Gà á, nên là Gà đã mua cái này. Ý là cái này Gà thấy Jisoo, Blackpink hay đeo á, thì Gà thấy ý là nha, cái này rồi lúc mà mình gỡ cái này ra thì nó sẽ có một cái logo như nào, à, có cái logo gì đó. Nói chung là nó chỉ có vậy thôi chứ nó cũng không gì đặc sắc. Okay.
Why the guy take us up here, you know? I think because it's foamy. Chuyến tham quan đấu trường La Mã lần này các bạn, thật sự đối với Gà cũng không phải là quá sức thú vị. Gà thấy là mình có thể, nếu mà mình không kiểu như là đam mê những cái câu chuyện mà liên quan tới đấu trường La Mã, thì việc mình đứng từ xa mình ngắm thôi thì Gà thấy cũng sẽ đẹp và vui hơn rất là nhiều ấy. Cái này thì bạn Gà cũng đã có khuyên Gà trước rồi, tuy nhiên Gà cảm thấy là khi mà mình đến đây thì at least mình cũng nên đi vào xem sao ấy. Tuy nhiên là nếu mà bạn nào mà không có hứng thú quá với những cái câu chuyện cổ thì các bạn nên là đứng ở ngoài rồi mình ngắm nhìn á, thì thấy là nó sẽ xinh hơn và tiết kiệm được nhiều thời gian cũng như là chi phí hơn. Sáng nay tụi tớ định bắt bus để đi tới Vatican, thành Vatican trong truyền thuyết đó mọi người. Nhưng mà kiểu như là sáng nay bus kiểu nó cứ giật á, lúc thì nó tới, lúc thì nó không tới. Nên cuối cùng tụi tớ lại quyết định đi taxi. Man, we're so rich, you know, we're rich students, you know. We're like, yay, let's go on a trip on a budget and then just use taxi. Cool. Mua vé rồi nên là chắc là không phải xếp hàng mua vé thôi, đây là cái hàng để mua vé thôi. Cuối cùng thì Gà cũng tới được thành lên, chắc là mọi người các bạn không biết là Gà háo hức như thế nào đâu. Gà đúng là một con chiên quan đảo. Quá excited. Thì hiện tại tụi Gà đang chờ để lấy vé ở một cái văn phòng này nè. Kiểu như lúc mà book vé online thì họ sẽ kiểu như cho mình một cái booking code, sau rồi lúc mà tới thì mình sẽ phải đi vào văn phòng của họ để lấy vé kiểu như vậy á. Thì đó đang chờ, nói chung là
Trời hôm nay thì đẹp lắm luôn á. Thì chắc là khi đến thăm bảo tàng Vatican Museum á các bạn sẽ cảm thấy rất là nao nức luôn á. Tại vì tất cả mọi thứ đều là những thứ mà mình đã được học qua lúc mà mình học giáo lý á. Nhưng mà ở đây thì mình được kiểu giống như là tham quan, được kiểu giống như là tận hưởng cái cảm giác mà thật sự những cái bức vẽ này ở ngoài đời các bạn, nó kỳ diệu lắm lận luôn á. Kiểu giống như tượng các thiên thần này, rồi tượng của Đức Giám Mục này, và thấy nói chung là cảm giác rất là thiêng liêng cơ. Hôm nay là ngày cuối của tụi gà rồi. Và bây giờ tụi gà đang check out cái Airbnb này để đi tới một thành phố tên là Bergamo, và ngày mai thì bay về được. Yep, đấy chỉ nói thế thôi. Hôm nay trời nắng rất là đẹp luôn, kiểu nắng chiếu vô phát là nhìn da kiểu bling bling bưng bưng hơn hẳn. It's just nice, nice, you know. Thank you.
cùng mà tụi gà ăn ở Rome, tuy nhiên cũng là cái nhà hàng mà tụi gà thích nhất luôn á. Bữa giờ thì tụi gà cũng rất là ít vlog lại cái cảnh đi ăn, tại vì gà thấy là ăn ở Rome thì cũng không quá ngon ấy, thậm chí là có ăn đồ Ý nữa thì gà thấy là cái độ ngon của nó cũng vừa vừa bình bình thôi. Còn hôm trước thì tụi gà có thử order một cái nhà hàng Trung Quốc, tuy nhiên là họ nấu ăn cực kỳ là nhạt luôn và kiểu không có cái vị gì hết đó mọi người, nên là cái bữa ăn này giống như là cái bữa ăn cứu lại mọi thứ luôn á, làm cho tụi gà cảm thấy là wow, bữa cuối rồi, nhưng bữa cuối rất đáng nha, rất ngon nha, ăn cảm giác là nó hào hứng hơn hẳn đó mọi người. Mấy bạn ơi, tụi tớ đặt chỗ xong tụi tớ đang ngồi gần nhau ở một cái bàn rộng nè, vui quá trời luôn á. Thường thường đi tàu á thì mấy cái kiểu mà được ngồi kiểu như là khu 4 người vậy hơi bị hiếm luôn á, phải mua sớm mình mới xếp tròn sướng vui. Ok, và chuyến ghé của tụi gà tới đây thì cũng đã kết thúc rồi. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nha.